May my voice be strong and this step be light. May my learning come on this wheel of time. Ở Việt Nam ấy, từ trước đến giờ là cũng có rất nhiều các buổi mà kiến trúc sư ngồi lại được với nhau. Nhưng mà hầu hết các ông kiến trúc sư đều ông có cá tính rất là mạnh, thì thường bị xung khắc. Nhưng mà cách đây 3 năm, có khoảng 10 kiến trúc sư ở Hà Nội có tham gia một cuộc triển lãm ở Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Không ai biết nhau cả. Thì sau đấy thì là chơi với nhau rồi thì là đi uống bia với nhau thường xuyên. Và bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về kiến trúc, rồi về cá nhân, về văn phòng vân vân. Khi mà nói chuyện nhau thì thấy phù hợp và nghĩ là có thể là một cái nhóm, có một cái tiếng nói chung. Mình có thể là tuổi đời hơn các bạn trong nhóm, nhưng bản thân mình nhìn nhận là mình vẫn học hỏi được từ các bạn trẻ hơn rất nhiều điều. Đó thực sự là một cái điều mình thấy là đáng trân quý. Chúng tôi đặt tên là We Play là vì thế là nhóm chơi. Nhưng mà đôi khi trong cái sự chơi này chúng tôi lại nghiêm túc về công việc, nó cũng lại hay. Người ta vẫn bảo là kiến trúc sư là người dùng tiền của chủ nhà để xây tượng đài cho mình. Thì WePlay là hoàn toàn ngược lại với xu hướng đấy. Nhưng thực ra cái điểm chung nhất của tất cả những anh em WePlay, chúng tôi làm kiến trúc một cách nghiêm túc, làm kiến trúc một cách tử tế và sâu sắc. Đợt vừa rồi thì các anh em WePlay có một chuyến đi Nhật và đi thăm một số những cái công trình mà như bọn mình mới gọi vui là công trình của các đại sư ấy. Trước đây thì gần như là các anh em đã đều được nhìn thấy, nhưng mà chủ yếu là nhìn thấy qua hình ảnh của sách báo, internet. Tuy nhiên là khi mà cái cảm xúc thực sự khi mình đặt chân tới những công trình thì nó lại gây ra những cái cảm xúc nó rất là khác biệt. Có những công trình thì mình nghĩ là thực tế nó rất là ấn tượng, nhưng mà khi đi xem thì nó lại không ấn tượng như mình xem trên sách. Nhưng có những công trình thì mình thấy nó rất bình thường, nhưng mà đến thực tế thì mọi người lại ngỡ ngàng. Nhất là một công trình là của bác Tarando, thì là công trình đấy nó là một cái nhà rất nhỏ ở ven biển. Thì cái ngôi nhà đấy nó chỉ là một khối bê tông đơn giản thôi. Thế nhưng mà khi mà mình đến cái công trình đấy thì cái nhà đấy nó nằm ở trong một cái khu biển như vậy, thì nó mang lại một cái biểu tượng và cái hình ảnh nó khá là cô đọng và nó rất là ấn tượng. Cái khác biệt là cái nhà đấy nó rất là nhỏ, cái diện tích rất là nhỏ, và đưa cái người sử dụng và cái phần trải nghiệm lên cao nhất ở cái nhà đấy. Sự chuẩn chỉnh trong cái sự vật liệu và thi công của người Nhật để lại ấn tượng rất mạnh cho tất cả anh em trong đoàn. WePlay thành lập đến nay được 3 năm. Thì đây là triển lãm đầu tiên. Về cơ bản thì nó là một cái quá trình tổng kết cái hành nghề của người làm nghề. Câu chuyện này nó thể hiện một cái cách nghĩ, cách đặt vấn đề của ông kiến trúc sư trước các cái vấn đề mà ông quan tâm. Kiến trúc của mình dựa vào con người. Luôn luôn mình đưa cái yếu tố cảnh quan và cây xanh vào trong các cái không gian sống. Cái tiêu chí về cái sự khác biệt. Phải thiết kế những công trình nó mang thiên hướng là tái tạo những cái thứ vật liệu mà nó phải bền vững. Cái đẹp nó đến từ công năng, nó nhấn mạnh ở những trải nghiệm và tránh những cái chi tiết ví dụ trang trí. Tạo ra được những cái thứ có giá trị, đồng thời tạo ra những thứ bất ngờ. Dòng sông Hồng ấy, nó là một cái dòng chảy rất là lớn và đem lại cái lượng phù sa cũng rất là rõ nét và cũng là một cái đặc điểm đặc sắc của Hà Nội. Các anh em kiến trúc sư hiện nay là 11 anh em đều hành nghề tại Hà Nội. Đó là cái lý do mà anh em quyết định kiến tạo cái không gian trưng bày triển lãm như những cái dòng chảy. Và đấy nó chính là cái dòng chảy kiến trúc. Và mỗi công ty, mỗi cái công trình mà đem vào trong cái dòng chảy đấy, nó chính là cái phù sa bồi đắp. Ông nào không thích thì có thể lại sơn đen đè lên cái chữ. Thank you.
lấy cái thang, lấy cái thang đây. Cẩn thận nhá, vào dính sơn đây này. Làm gì cũng phải có tỷ lệ. Đây là 1. Tham gia triển lãm WePlay thì mình cũng muốn triển lãm hai cái công trình đến từ một vùng đất rất là xa ở đây. Đấy là ở khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa. Ở trong một khu resort 5 sao thì ở đấy nó sẽ có một cái công trình mà yêu cầu về giải trí, yêu cầu về thể thao, trẻ em vui chơi. Cái ý tưởng thì nó cũng hình thành từ những cái chuyện Pinocchio chẳng hạn. Thí dụ như là rất thích cái đoạn mà mọi người bị nuốt vào trong bụng con cá voi. Thì trong đấy nó có rất nhiều thứ, nó là một thế giới ở đấy. Đấy, và mình cũng muốn là nó có cái sự huyền bí ở dưới đại dương và có một không gian. Rồi sau đó không gian nó trồi lên mặt đất, nó có sự kết nối giữa trên và bên dưới. Thì cảm giác như cái nhà nó đi lên từ lòng đất và có một cái phần là nó sẽ tiếp cận với đại dương. Mình quan niệm là một công trình kiến trúc nó cũng giống như một cơ thể sống ấy, nó vẫn phải có cái sự phát triển chứ nó không thể cô đọng mãi như vậy được. Mà 5-10 năm là có những con người nó thay đổi rất là nhiều, xã hội thay đổi nhiều thì không thể bắt nó là cố định được. Thì khi mình đặt vấn đề hai cái nhà đấy thì mình đưa cái phần không gian trải nghiệm tương đối rộng, phòng khách này, phòng ăn, phòng bếp này, mình sẽ bằng cái cách nào đấy mình nhập nó vào cái không gian gọi là không gian mở, không gian công cộng ấy, và mình đẩy các cái phần không gian riêng tư ra các cái góc khác nhau, và chính cái việc như vậy tạo ra những cái trải nghiệm nó khá là thú vị trong khi trong ở cái ngôi nhà đấy. Có một cái việc như này, tức là trong một công trình ấy, tức là 100% nó là cái đặt vấn đề của kiến sư và thủ pháp, rồi tức là cái nét bút của kiến sư là phải vẽ hết của một ngôi nhà đến 100%, nhưng thực tế là mình sẽ để khoảng 20-30% là cái phần mềm. Thì cái không gian đấy nó là không gian không cố định. Thì về cái không gian đấy thì sẽ là cái không gian mà người chủ nhà sẽ lấp đầy qua thời gian. Đôi khi mình rất hay có nhiều năm mình sẽ quay lại mình xem cái công trình cũ của mình ấy, 20% đấy nó sẽ phát triển như thế nào. Thì chính cái đấy là cái mình sẽ rút kinh nghiệm cho những cái công trình sau này. Mình luôn luôn phải đặt ra những giả định, mình luôn luôn phải tìm ra những cái thứ mà có thể nó xảy ra, và thậm chí là mình chủ động cho cái việc đấy nó xảy ra. Thì đấy chính là một phần của việc khi mà chúng ta phải nghĩ đến một kịch bản khi mà thiết kế, thì chúng ta phải hiểu khách hàng họ là ai, cái thói quen sử dụng của họ như thế nào, và cái trải nghiệm của kiến trúc chúng ta muốn khách hàng được hưởng, thì thực ra là cả đấy là chúng ta sẽ phải có một cái sự cân nhắc và tính toán để làm sao mà cái việc đấy nó xảy ra một cách ngẫu nhiên nhưng lại có chủ đích. Ở công trình nhà ở thì nó sẽ là một loại công trình nó mang tính nghỉ dưỡng và nó nằm ở một cái vùng ở không gian tương đối là đẹp, có cái context và cái ngoại cảnh. Từ đó cái công trình kiến trúc của tôi có thể mở rộng và có thể giải phóng được cái không gian một cách nó tự do nhất. Nó sẽ mang tính biểu hiện tốt hơn về mặt không gian khi mà chúng ta đang có một cái điều kiện để phát triển không gian rất là tốt theo chiều ngang và có khả năng làm những không gian nó mang tính phóng khoáng hơn, thể hiện được nhiều ý tưởng hơn. Đồng thời vật liệu thì chúng tôi cũng có một số thử nghiệm mới, một số những giải pháp mà tôi nghĩ là nó sẽ đem lại một cái hình ảnh công trình tương đối là mới mẻ. Thì đây là công trình một cái nhà thiền, và tôi đã hình dung ra một cái cách tiếp cận mà nó đem lại cái sự cởi mở cũng như thoải mái nhất. Và cái công trình đấy nó tồn tại, nó có ở đấy, nhưng mà nó gần như nó không phải là một thứ tác động vào thị giác cũng như tác động vào cảm xúc quá lớn đối với người sử dụng. Cho họ một khoảng không gian đủ rỗng để họ tĩnh lại. Khi mà mình đến khu resort Đại Lải ấy thì xung quanh là rất nhiều nhà kiểu người ta làm các cái villa cho thuê hoặc là để ở. Thế mình thấy nó có cảm giác là nó kiểu nhốt người vào trong các cái hộp ấy. Thế thì khi tech house thì tôi có ý tưởng như này: mình sẽ đưa cái sự che chở của thiên nhiên, phải làm cái nào đấy, phải ăn nhập, hòa nhập và tương tác với thiên nhiên. Thì trong quá trình mà sản xuất đồ gỗ thì tôi hay làm các tấm gỗ. Thì mỗi lần gỗ được cái dựng này, tôi nghĩ thôi thì tech house ý tưởng là từ những cái miếng gỗ dựng, nó bay giữa thiên nhiên. Và các cái tấm gỗ này cảm giác nó ăn nhập, nó bay từ trong rừng mà ra. Và con người sẽ được che chở ở những cái mái hiên như thế. Ừ.
những cái thứ gì nó, những cái triết lý của Huy là tinh lặng, phẳng, sạch, tương phản tốt nhất. Một bên là mảng tường trắng, gỗ, lau dầu màu trắng, nó tượng trưng cho tuyết. Bầu trời thì đen, là các cái trần. Và bên này là một cái rừng cây. Và tất cả nó sẽ chuyển tiếp ở những cái trạng thái nhẹ. Thực ra cái tính bất ngờ thì mình không phải đề cao lắm. Tất cả các thiết kế của mình đấy, mình luôn tìm vào chiều sâu bên trong hơn là cái là biểu hiện ra bên ngoài. Hầu hết công trình mình nó nhìn nó đơn giản, nhưng bên trong đấy nó sẽ là một không gian nó gần như là có thể là vỡ òa, có thể là vỡ òa luôn. Nhưng mình là xuất phát điểm thì là làm quy hoạch rất là nhiều. Đấy thì là trong quy hoạch ấy thì là nó có cái nhìn nó rộng hơn. Tức là công trình nó không phải chỉ đơn thuần là công trình, mà nó sẽ nằm trong bối cảnh. Bối cảnh công trình đó như nào thì nó sẽ ra là công trình như thế. Và thực ra là tất cả công trình mình thiết kế thì mình luôn tìm cách để nó xóa nhòa cái ranh giới trong và ngoài. Trong nhà khi mà cái sự riêng tư ấy, còn riêng tư mình chỉ đóng cửa vào cái này có sự riêng tư, nhưng mà khi mình mở tung cửa ra thì nó hoàn toàn là trong thiên nhiên. Avalo là công ty mà lập ra là chuyên làm về nội thất, cho nên định hướng của Avalo luôn là làm về chiều rộng, làm thật nhiều công trình thì mình có thể giúp được rất nhiều người trong việc biến một ngôi nhà xấu thành ngôi nhà đẹp. Avalo lần này quyết định là không trưng bày chú trọng vào công trình mà chú trọng vào cái văn hóa công ty. Văn phòng Access Design Lab của tôi sẽ đưa hai công trình đấy, là một là cái floating bay, tức là nó là một cái dự án được xây trên một cái hồ. Công năng thì hoàn toàn không có cái công năng lưu trú trong đó, hoàn toàn là một chỗ chơi. Còn cái công trình thứ hai thì nó lại là một cái định hướng tương đối là khác. Chủ đầu tư hiện giờ thì anh muốn xây dựng một cái không gian mà lưu giữ lại những cái kỷ niệm về thành phố Đà Lạt từ ngày xưa. Cái Đà Lạt mà trong cái tâm thức của người Đà Lạt ngày xưa, cho nên chúng ta gọi là giờ Đà Lạt là memoir. Khi mà tiếp cận ban đầu thì mình có trong tay một, chính xác là một đống củi, đúng không? Nó từ một cái nhà sàn cũ người ta dỡ ra. Thế với cái không gian sẵn của khu vườn, cái đất trồng hoa màu sẵn, thì cái việc từ cái xuất phát là từ cái tính chất nghệ thuật của hai vợ chồng, mình tìm kiếm một cái sự pha trộn của cái đầu bài đấy và để ra một cái kết quả là một cái giải pháp kiến trúc. Trong đó thì toàn bộ cái khối nhà ở tầng 1 thì được đặt vấn đề nó giống như cái nhà sàn ngày xưa, toàn bộ tầng 1 hầu hết người ta sẽ bỏ trống. Đối với đồng bào dân tộc thì chỗ đấy để nuôi gà, nuôi lợn hoặc là đơn giản là để tránh thú dữ thôi. Với cái cuộc sống hiện đại thì mình đặt vấn đề nó vẫn phần phải trống và thoáng, nó có những cái khoảng rỗng rất là lớn ở toàn bộ tầng 1. Thì cái toàn bộ phần cái cốt nhà bằng gỗ nó được nhấc lên và mình kết hợp gạch gió, kính và những cái ô cửa lớn để tạo cái vùng rỗng cho cái nhà. Từ cái ý tưởng ban đầu của ngôi nhà cho đến khi nó thành hình ấy, có rất nhiều điểm sai khác, nhưng mà thực ra thì nó cũng đem đến cho mình một cái trải nghiệm. Cái nhà thì nó giống như là một cái khung thôi, cái mà cái người chủ họ đem vào, họ đem họ đắp thêm những cái phần xác, hoặc là tức là thậm chí những cái khiếm khuyết mà mình nghĩ nó là khiếm khuyết thì bây giờ quay đầu nhìn lại thì thực ra nó cũng không phải là khiếm khuyết, nó tồn tại đấy, nó giống như là cái điều đương nhiên của chính công trình này. Tôi tin là mọi người sẽ luôn luôn cảm thấy là có một cái cảm giác thân thiện, hoặc là cảm giác dễ chịu giống như đi về nhà. Mà đấy là cái chữ nhà là thích nhất ở chuyện là nó phải là cái nhà. Cái điều đấy là điều mà thú vị của một cái ngôi nhà mà nó có được sự chăm sóc. Thế trong suốt một cái quá trình khi mà bắt đầu làm cái nghề kiến trúc ấy, thì tất cả những thứ kiến thức của chúng ta được học nó đến từ phương Tây. Tất cả những cái lý thuyết được đào tạo là đến từ phương Tây. Thế thì dần dần trong cái quá trình mà hành nghề thì mình sẽ nhận ra mình bắt đầu rung động tới những gì. Mình bắt đầu thấy là yêu những thứ gì thuộc về Việt Nam. Và chúng ta sẽ thấy là những cái tỷ lệ cột, thức cột phương Tây thì nó đã từng làm cho mình cảm thấy nó đẹp. Tại vì nó được qua quá trình đào tạo. Nhưng mà dần dần mình nhận ra rằng là thế thì tất cả những cái thứ tỷ lệ khác của kiến trúc Việt Nam nó cũng làm cho mình cảm thấy nó đẹp. Ví dụ như từ đình chùa hay là những chi tiết đầu đao, cột ấy, đều, nó đều có những cái thứ mà
mà trong đấy mình có thể làm cho mình rung động, hoặc là một thớ gỗ, hoặc là một mẩu vải, hay là chất liệu nào đấy mà có thể trong cái quá trình mình làm mình sẽ thấy là mình rung nó hơn nó rất nhiều. Đấy, khi bạn vào răng hao ngay lúc đầu bạn sẽ thấy là ngay phía đầu bạn sẽ ngửi thấy mùi hoa bưởi. Và cái thứ đấy là một cái thứ mà mình nghĩ là nó rất là thân thuộc, mà nó là một cái yếu tố văn hóa ở trong cái câu chuyện cái người làm nghề, hoặc là yếu tố văn hóa ngay ở trong cái không gian mình sống. Tôi có một cái cơ duyên với cả Phật giáo và cách đây khoảng 5 năm. Trong cái triết lý Phật giáo ấy, thì một khi mà bạn cho đi chính là cái lúc mà mình nhận lại. Tôi có cái suy nghĩ đấy là trong cái việc mà tư duy về mặt kiến trúc, tức là những cái một cái dự án mà khi mà xây dựng thì ngoài những cái yếu tố mà tác động tích cực thì nó có những cái tác động tiêu cực, và cái cách suy nghĩ của tôi sẽ làm giảm cái những cái yếu tố tiêu cực đó, và nó làm một trong những cái yếu tố cốt lõi của một dự án. Mục tiêu của dự án ấy, thì tôi có phản ánh cái bối cảnh lịch sử của Đà Nẵng thông qua cái khách sạn, thì thấy là một thành phố trẻ đang phát triển năng động và có một cái nền tảng về văn hóa Chăm. Tôi muốn gắn kết những cái người nghệ nhân làng gốm Bầu Trúc, làng gốm gốc của văn hóa Chăm, của người Chăm, thì tôi muốn kết nối họ với cả cái giới thiệu những cái sản phẩm vào trong cái khách sạn. Thế còn cái không gian của khách sạn thì tôi cái phản ánh cái bố cục của các cái đền đài Chăm. Mình cũng có một cái quãng thời gian hành nghề cũng tương đối là dài rồi. Đến năm này là năm thứ 19, và bản thân là mình cũng đã trải qua rất là nhiều các thể loại công trình. Nhưng thực sự hạng mục kiến trúc nhà ở nó vẫn thực sự là một cái nguồn năng lượng để mình đến giờ phút này vẫn làm việc một cách rất là chăm chỉ. Cái việc mà thiết kế mỗi công trình đối với mình nó cũng là thiết kế một cái ước mơ, thiết kế một cái tổ ấm cho một gia đình. Và mỗi gia đình và mỗi một cái ngôi nhà nó sẽ mang một cái tâm hồn và một cái ý tưởng nó khác nhau. Thời gian đầu khi mà mình trình bày cái concept thì nó cũng có những phản hồi nó hơi ngược chiều từ phía chủ nhà. Thì ví dụ như là những cái bức tường đá, chủ nhà vẫn e ngại cái sự lạnh lùng của cái vật liệu đá khi mà đưa vào trong công trình. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là cái ý tưởng của những cái tấm đá này thì nó là những cái phi tỷ lệ. Nó không phải là có thứ có sẵn trên thị trường. Và bản thân là kiến trúc sư cũng cùng với cả chủ đầu tư cũng nhà thầu cũng phải cất công đi vào tận mỏ đá để có thể khai thác ra được những cái khổ đá như này. Thì đấy nó cũng là một cái những cái khó khăn, nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó để giữa chủ nhà và kiến trúc sư cũng tìm được đến với nhau cùng một cái tiếng nói chung, thì đấy nó cũng là một cái thứ mà tâm huyết và khiến cho mình có cái cảm hứng để tiếp tục cái công việc cho đến tận cùng.